Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bí kíp luyện rồng. Và tập trước thì mình đã có chế tạo cho mình một set đồ của Guardian chuyên để khám phá biển nè, cực kỳ tốt luôn á. Bên cạnh đó thì mình có AFK để cho bé rồng Sunlight của mình lớn lên. Và hiện tại thì mình đã có thể trang bị cho em ấy cả yên cưỡi cũng như là một cái bộ đồ rồng rồi. Nên giờ mình sẽ vô trong và chuẩn bị cho em ấy nhá. Đầu tiên là cái yên cưỡi để có thể cưỡi nè. Kế tiếp là một bộ giáp đúng không? Hôm nay mình toàn dùng kim cương để làm giáp rồng thôi mà quên mất mình có thể sử dụng khá Emerald cơ. Nên hôm nay mình sẽ thử dùng Emerald để làm giáp rồng xem như thế nào. Và xét về độ hiếm thì Emerald vẫn hiếm hơn kim cương một bậc á. Mong rằng chất lượng của nó sẽ tốt tốt một xíu để mình còn trang bị cho nhiều em rồng khác bộ giáp rồng Emerald nha. Rồi giờ thì mặc vô nè. Đó. Nhưng mà xét về độ đẹp thì mình vẫn thấy đồ kim cương đẹp hơn các bạn ơi. Các bạn có thấy vậy không? Chứ mình là thấy đồ kim cương là đẹp hơn á. Bên cạnh đó thì khi đi khám phá thì mình có xảy ra một vài vấn đề về nhiệt độ. Ở cỡ 6 hay 7 phút á, là mình bị chết cống hoặc là chết cháy ha. Rất là khó chịu luôn á. Thế nên hơn ngày hôm nay mình quyết định rồi, mình sẽ làm cho mình những cái bộ giáp cân bằng nhiệt độ giống như vậy nè. Và ghép vào cái bộ giáp chính của mình để mình không còn bị sốc nhiệt nữa. Và khi đi khám phá thì mình có nhặt được một cái OG Legend Liner nè. Cái quần này mình có thể nâng cấp lên quần nóng hoặc quần lạnh á. Theo công thức rất là đơn giản luôn. Cần có những cái Heating Goo hoặc là Cooling Goo á. Và ở đây thì mình có thể chế tạo ra những cái Heating hoặc là Cooling Goo này bằng cách tìm những cái băng hoặc là khói nhung nham á. Đâu rồi ta? Đây, cái nóng thì cần có nhung nham nè. Còn cái lạnh á, thì cần phải có băng cơ. Và để lấy hai thứ đó dễ dàng thì chúng ta nên cường hóa một cái dòng enchant, đó chính là độ mềm mại như vậy nè. Đó, vậy là bây giờ mình có thể đào băng mà không sợ bị vỡ nè, cũng như là đào luôn một cái khói mắc ma luôn á. Và chắc bây giờ mình sẽ mặc thêm cái giáp rồng lửa nữa. Đây, mình sẽ mặc cái nón rồng lửa nè, áo rồng lửa, quân rồng lửa và cuối cùng là ổn rồng lửa. Bị xuống dưới nether á, quái nó sẽ tấn công mình mà rất dễ bị cháy luôn. Ui chết, quên. Cái phần tường mình bị lủng hết một lỗ rồi, quên giá lại á. Để giờ mình sẽ giá lại cho nó đi rồi mình sẽ đi xuống dưới nether để lấy những cái khói mắc ma về nhá. Đây. Còn cái phần sàn này mình chưa tìm được gỗ thế vô các bạn ơi. Mình lên nhóm chạy á mà để lửa chạy mà không để ý cái nó cháy mất tiêu hết hai khói rồi. Không tìm được gỗ tương tự để lắp vào á. Từ từ mình sẽ tìm cách để vá lại sau nhá. Rồi giờ thì xuống dưới nether thôi nào. Mong rằng là mình có thể an toàn trở về nhà nha. Chứ xưa qua đó thì rất là dễ tử vong luôn á. Và ui trời, chơi bóng tối gì vậy? Cà kìa ai vậy? Cà kìa ai vậy hả? Mới xuống cà kìa rồi. Vừa bị cà kìa mà còn có một cái trò chơi bóng tối gì nữa. Mình không muốn chơi mấy trò chơi bóng tối đâu, nguy hiểm lắm. Con này định tấn công mình là gì? Ui chết rồi. Trò chơi bóng tối hình như nó sẽ triệu hồi nhiều quái hơn hay sao á. Thôi không chơi mấy anh ơi. Em chủ yếu xuống đây lấy khói nhung nham thôi à. Không có muốn chơi trò chơi gì đâu. Đi lẹ các bạn ơi, để không thôi một hồi không về được á. Ui đằng kia còn có mấy con gì tím tím hay ghê kìa. Nói chung dưới này đời thì rất là nguy hiểm luôn á. Coi đây có nhung nham không? Có không ta? À kìa. Có các bạn ơi. Nhảy quá. Ây dọc. Và xuống đây lấy luôn đi. Rồi lấy nhanh rồi còn trở về nữa. Để coi chỗ này có được bao nhiêu nhá. Mình sẽ lấy khoảng một stack hoặc một stack mấy đi các bạn ơi. Vì ngoài ra mình còn phải làm thêm cái áo nữa. Và công thức cái áo thì cũng cần những cái khối nhung nham giống như vậy á. Nên mình sẽ lấy càng nhiều càng tốt mang về nhá. Rồi sau đó bắt đầu vào công việc chế tạo luôn thôi. Ồ, lần đầu mình bơi dưới nhung nham mà mới phát hiện dưới cái hồ lava này rất là đẹp luôn á. Ui. Ây. Ui chết. Hiệu ứng kháng lửa hết tác dụng rồi. Về thôi. Em giáp rồng lửa chỉ cho mình kháng lửa khoảng 20 mấy giây thôi các bạn ơi, chứ không phải kháng lửa mãi mãi á. Ui quái đâu ra đây quá trời vậy? Mình quýnh luôn cái... Cái nó quýnh mà chết queo rồi.
Ôi nhưng bây giờ mình mới biết công dụng của cây kiếm băng này á. Khi mà đánh đánh đóng băng nó thì nó sẽ bị chìm ngõm luôn, giống như con skeleton hồi nãy. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi, con skeleton? Hả? Đánh như nè. Ủa, không chìm hả ta? Mình cứ tưởng là đánh cái nó chìm ngõm chứ. Đó, 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 đó. Nó chìm ngõm dưới đấy rồi kìa. Ôi, xịn, xịn, xịn nha. Nè, nè, nè. Đánh nè, cho người chìm dưới. Cho người chết đuối luôn. Cho người chết đuối luôn. Mình sẽ lợi dụng cái mực nước để giết nó nha. Chứ không cần phải trực tiếp ra tay đâu. Wow, mình đã có được những cái khói nhung nham rồi. Và bây giờ mình sẽ cần thêm những cái khối băng nữa, nên mình sẽ nhanh chóng dịch chuyển đến cái ngọn núi băng nhá. Chỗ này thì các bạn có thể thấy rất là nhiều những cái băng nén luôn kìa. Và băng nén thì mình có thể khai thác dễ dàng hơn. Và mình sẽ cố gắng lấy thiệt là nhiều để mang về và bắt đầu vào công việc chế tạo những cái áo giáp cân bằng nhiệt độ nha các bạn. Rồi, nãy giờ mình cũng đào được kha khá những cái khối băng nén rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trở về và bắt đầu vào công việc chế tạo luôn thôi. Đầu tiên thì mình cần phải làm thêm khoảng hai cái heating gun nữa để chuyển nốt cái phần quần sang quần giữ ấm nhá. Đây, mình sẽ đặt cái khối slime hình như ở đây nè, rồi cho magma vô đây. Đó, mình sẽ được hai cái heating gun và bao bọc nó cho cái quần. Đó, vậy là mình đã được một cái quần ấm rồi. Kế tiếp mình sẽ chế tạo một cái áo lạnh nhá. Nhưng mà cái áo lạnh thì cần phải có những cái oxy liner material nè. Và công thức của nó thì cần chỉ kết hợp với heating gun hả? Chỉ mình nhớ coi, hình như mình còn đây nè, mình còn khá là nhiều. Ui bé rồng. Ngồi vô đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống đi. Để chế tạo cái chui vô nhà hả? Và mình sẽ coi coi băng thì mình sẽ để ở góc này. Sau đó mình ơi, mình còn thiếu slime thì phải á, không biết mình có đủ slime để làm không nữa. Hy vọng là đủ nhá. Rồi đặt slime ở hai góc giống như vậy nè, rồi chia làm hai. Rồi đặt băng vô. Được bao nhiêu đây? Được 28 hả? 28 không biết được bao nhiêu cái sợi chỉ nữa ta. Được 6 rồi. Và một cái áo giống như vậy thì mình nhớ là cần phải có 8 lần á. Mình sẽ làm thêm 2 lần nữa. Rồi tương tự thì mình sẽ làm đối với cái sợi chỉ màu màu cam cam nhá. Màu cam cam thì mình sẽ thay vào đó là cái khối nhung nham giống như vậy nè. Và đặt chỉ vào thôi. Đặt chỉ vô theo công thức giống như vậy. Được một rồi. 8. Đó, vậy là mình đã có đủ để đổi ra 8 cái. Ui sao mấy bé rồng cứ bu bu vô anh hoài vậy? Ui mình sẽ bắt bớt cho vô cái ba lô này các bạn ơi. Ui. Ui hình như hôm nay có chuyện hay sao rồi, mấy bé rồng cứ muốn chui vô amulet hết nè. Đây muốn thì anh cho vô hết luôn. Bởi vì chế tạo tự nhiên mình thấy bị đầy đẩy, ai dè cả đàn rồng của mình á chui vô trong nhà rồi. Hình như mùa đông sợ lạnh hay sao á, nên tốt nhất cho vô amulet sống luôn các bạn ơi. Đây cho vô nè, và còn amulet không? Ây cha chết rồi. Mình hết rồi, mình hết amulet mất tiêu rồi. À đấy, còn cái nè. Cho em rồng xanh lai vô luôn. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa đủ không ta? Quân số mình là 7 bé rồng đúng không? Ý con quái vật này làm gì đây? Ây da, ây da, ây da. Nó chích điện mình bị tê á. Phá hoại không mà. Làm mình thấy mất rớt cái đầu rồng xuống. Hôm bữa dám con đó nó ăn trộm cái đầu rồng á. Rồi giờ mình sẽ kết hợp hai cái này lại. Nó để tạo thành cái Oxy Liner Material nè. Và làm nốt cho mình cái áo luôn nhá. Áo công thức giống như vậy. Đó, được rồi. Và giờ mình chỉ cần bao bọc nó bằng những cái Cooling Glue thôi. Công thức rất là đơn giản. Xong, vậy là mình đã có được hai cái này giống như là cái áo bên trong vậy đó các bạn ơi. Chẳng hạn như là mình có thể kết hợp với cái áo giáp rồng lửa nè. Ý, ủa không được hả? Hay là cái này mặc luôn ta? Ô, mình nhớ không lầm là cái này kết hợp với áo bình thường á. Chẳng hạn như vậy nè. Đâu rồi? Nó, các bạn có thấy không? Nó có thêm cái thêm adjust lining là cool nè. Còn nếu cái quần thì nó sẽ là warm á. Nhưng mà mình không muốn ép vào đồ kim cương đâu. Đồ kim cương dở mới lắm, không mạnh bằng đồ rồng. Thế nên mình sẽ coi coi mình có set đồ rồng nào không ta. Ở trong đây mình nhớ mình còn khá là nhiều vải rồng á. Vải rồng đỏ. Hay là mình làm một cái set đồ rồng đỏ ta. Được được á. Nón nè. Áo. Rồi đến một cái quần.
cuối cùng là một cái đôi ủng, tại vì màu đỏ nhìn rất là ngầu luôn. Và mình sẽ kết hợp nó với một cái đâu rồi, cái áo lạnh nè, rồi và thêm một cái quần ấm nữa. Đây, vậy là từ giờ mình có thể đi khám phá thoải mái mà không sợ về vấn đề sốc nhiệt nữa. Nhiệt độ sẽ luôn ổn định ở mức như vậy nè các bạn ơi, khiến mình rất là dễ chịu luôn á. Và giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc trước đi, rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ tiếp tục làm công việc trong ngày hôm nay nhá. Kế tiếp á thì mình sẽ lên trên này để treo cái set đồ của Guardian lên nhá. Guardian thì mình sẽ treo ở cạnh những set đồ rồng đi. Đó, ui đẹp chưa kìa. Và set đồ rồng lửa thì mình sẽ treo phía bên này nhá, là những bộ đồ nguyên tố nè. Rồi, và ngoài ra thì mình cần phải enchant sơ sơ lên mới được á. Nhưng mà hiện tại mình chưa đủ kinh nghiệm nên thôi, mình chỉ thay đổi chất lượng thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cho vải rồng vào trong này, kế tiếp là phần nón nè. Hy vọng là được một cái chất lượng tốt tốt. Sao cứ trừ tốc độ của tôi mà vậy, tôi đã chạy chậm rồi, còn trừ tốc độ nữa. Masterful cộng quá trời luôn á. Ui được 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 nè, một cái nón rồng tốt. Kế tiếp là cái áo đi. Cộng giáp phép hả? Thôi khiên phép chứ, khiên phép mình không cần. Ui lại Masterful nữa. 24 Masterful rồi đó. Rồi giờ đến cái quần nè. Protective cộng 0.5 giáp, chưa tốt cho lắm. Thau cộng 1 độ bền, mình muốn Masterful cơ. Masterful. Ui giờ lại bị trừ rồi. 120 hả? 120 thì mình không có cần. Đây đúng rồi. Một cái quần Masterful và cuối cùng là đội ổn. Cho tôi full set Masterful coi nào. Speed đi, 10% tốc độ chạy. Wow, đây có thể nói là set đồ xịn nhất mà mình từng sở hữu nè. Những cái chất lượng thì có thể nói là cực kỳ tốt luôn á. Wow, nhưng mà giờ chỉ còn thiếu công việc enchant thôi. Và chắc khi nào mình đi khám phá về có kinh nghiệm thì mình sẽ enchant sau nhá. Và quên mất, mình dự định sẽ chế tạo một cái set đồ bằng vải rồng của bé rồng Sunlight nè. Nên giờ mình sẽ đem bé ấy ra ngoài, cắt một ít vải đi, để khi mình về á còn có cái mà chế tạo giáp rồng nữa chứ. Và vũ khí thì mình cho hết vào trong cái túi đựng vũ khí rồi. Giờ mình sẽ lấy ra kiếm băng đi, nó để chuẩn bị cho chuyến khám phá trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì mình cần phải mang theo vài thứ nữa, chẳng hạn như là medkit này để mình có thể chữa trị vết thương. Và mình đang gần hết rồi á, nên chắc mình sẽ làm thêm một cái medkit nữa. Công thức của nó thì hình như là cần phải có một cái nước mắt gas nè. Nước mắt gas thì trong rương này đúng không? Đây, mình còn 4 nước, mình sẽ lấy ra một cái nước mắt gas và kết hợp với cái gì nữa ta? Kết hợp với một cái medkit thường chế tạo từ tạch anh, bandage, băng dán cũng như là búa địa ngục đúng không? Tạch anh thì trong đây mình sẽ lấy ra 4 cái. Kế tiếp là một cái bát súp nè, một cái băng dán, một cái bandage cũng như là hai cái búa nether. Giờ thì mình sẽ ấn nhanh theo công thức giống như vậy. Búp đó, và kết hợp lại thôi. Vậy là mình đã có được thêm một cái enchant medkit để chữa trị vết thương rồi. Và trong ngày hôm nay á thì mình dự định sẽ đi tìm cái cổng kết thúc luôn đi, để sắp tới mình còn đánh rồng và lấy thêm cái quả trứng rồng enchant cũng như là rồng ender á. Nhưng mà mình cần phải có cái bột quỷ lửa để có thể tạo ra mắt của ender rồi. Và mình sẽ có được 11 cái mắt của ender luôn, rất là tuyệt vời. Mình sẽ mang thêm một ít cái que nữa để có gì mình chế tạo thêm nhá. Và giờ ra ngoài cắt thêm một lần nữa đi. Vải rồng mau mọc lắm lắm các bạn ơi. Đó, nãy giờ mới xíu mà mình cắt được 6 cái vải rồi. Khi nào về á thì mình sẽ chịu khó cắt thêm nhá. Giờ thì ăn uống no say trước nè, rồi sau đó thì mình sẽ lên đường thôi. Ui nhưng mà ở ngoài có cái gì á? À, một cái cây. Lâu lâu có mấy con yêu quái cây á xuất hiện xung quanh nhà của mình đó các bạn ơi, cũng khá là nguy hiểm đó. Ở đây mình còn một cái cleaning crystal mình chưa dùng nè. Hay là bây giờ mình sẽ thử dùng luôn ta. Biết đâu nó lại triệu hồi ra một con bé mình có thể cưỡi thì sao. Púp. À chết. Mình quên mất cái này là cái giống như hiệu ứng thanh tẩy vậy á. Có thiên đàng cái kiểu kìa. Chứ không phải triệu hồi ra bé. Mấy cái triệu hồi ra bé là mấy cái nè, cái Shadow Soul Stone nè. Hôm trước mình mới xài có 3 cái thôi mà toàn là ra mấy con Chupacabra không à.
Nè các bạn có thể thấy cái dàn Chupacabra mình tới 4 con lận á. Nhưng mà chỉ mới có con say là cưỡi được thôi. Nên bây giờ mình sẽ thử vận may thêm 9 lần nữa nha. Coi nào. Cái đầu tiên. Ui lại ra say rồi. Thôi mình sẽ cho em này đi Smith đi, đi đi Miss nè. Cái thứ hai. Ui sao ra say mà vậy? Gà con khác được không giờ? Đi đi mid một lần nữa. Em đó là em nào đây? Đây, đi mid nè. Lần này giỡn mặt à, ba cái rồi đó. Hình như có gì đó sai sai ở chỗ này rồi. Gì đâu ra sai không vậy? Nữa nè. Thôi 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 thôi. Tạm gác qua chương trình này đi các bạn ơi, toàn ra sai không là phí lắm luôn á. Để hôm nào hên hên xíu thì mình sẽ triệu hồi lại thêm nhá, chứ hôm nay có vẻ không được may mắn rồi. Và rồi giờ thì bắt đầu lên đường đi tìm cái stronghold thôi nào. Cắt vải thêm một lần và leo lên. Mình sẽ phóng cái mắt quẻ đờ đầu tiên nhá. Không biết đi về hướng nào đây. Ồ, đi về hướng bên này. Nhặt lại nè. Ê ê ê. Nó rớt rồi, nó rớt rồi. Nhặt lại một cái đã. Đâu rồi ta? Ủa mất tiêu rồi. Ủa mới gớt xuống đây đâu mất tiêu rồi. Ủa kìa. Rõ ràng hồi nãy mình thấy nó rớt xuống đây mà. À đây 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 đây. Nó nằm trong góc này nè. Tưởng đâu mất rồi chứ. Rồi giờ thì mình sẽ cởi bé rồng Sunlight và đi tìm cái stronghold nhá. Đi ngang trứng rồng mà Aether mới nhớ hiện tại mình vẫn chưa có bộ giáp của rồng Aether nào hết, và kể cả rồng Aether mình vẫn chưa có nữa, nên hôm nay chắc mình sẽ ấp tạm một quả trứng ngay vị trí này luôn đi các bạn ơi. Rồi trong rương này thì có mấy thứ linh tinh tinh thôi, chủ yếu là mình ấp trứng thôi ha, ấp trứng ngay đây nè. Và hy vọng bé này mau nở. Cái này là chỗ ấp trứng rồng bầu trời. Mình sẽ lưu màu xanh của bầu trời nè. Và khi nào rảnh á, mình sẽ qua đây AFK để cho quả trứng này mau nở hơn nhá. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm cái stronghold thôi. Và phóng thêm một lần nữa. Ui giờ thì nó lại rẽ về hướng bên này rồi. Ui gớt dưới biển á. Thôi kệ đi, chắc gớt một cái chắc cũng không sao đâu, mình còn tới 5 con mắt của Ender nó mà, sợ gì. Coi nào, chỗ này thì hầu hết mình đã. Ui một con rồng bự chưa kìa, rồng biển, rồng biển. À, hay là giờ mình chiến đấu với nó luôn. Đúng rồi, giờ mình cũng thuộc dạng nhân chơi mà, khá là mạnh đấy, không đùa đâu. Nên mình sẽ đơm con rồng này xuống chuyển luôn thôi. Mình có kiếm băng rồi nên độ tự tin cũng tăng lên hẳn. Lại đây con rồng kia. À, hình như món quái khẩu của con rồng biển đó chính là nàng tiên cá da mạo. Lần nào mình thấy gặp nàng tiên cá da mạo cũng tìm cách lại tiêu diệt mấy nàng ấy hết trơn á. Con này ác thiệt á chứ. À, trên nhân lúc nó chưa thấy mình sẽ lôi cái cây nỏ ra nè, bắn nó vài hit cho nó sợ. Nè, quý bắn hụt rồi. Đó, nó cắn người ta xong cái nó ha ngoe ngoẻ cái đuôi thích thú vô kìa. Để bây giờ mình sẽ áp sát lại nó nha. Ê con rồng kia. Ủa, hình như nó đang tìm cách lẩn tránh mình hay sao ta. Mình thì không có thuyền trên người nữa, mình lại quên mất cái thuyền rồi, mới có thuyền thì đỡ biết mấy nha. Đi lần này đi hơi xa nên mình không dám dẫn em kỳ lân biển theo thôi, chứ có kỳ lân biển chắc em mình sẽ vừa cưỡi kỳ lân biển vừa ha thì giữ con rồng này cho các bạn xem. Giờ mình sẽ lặn một hơi thiệt là sâu và tiêu diệt nốt con rồng này nha các bạn. Ui con nó độc ác gì kìa. Ai nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Đóng băng người là mình sẽ chém người liên tục, chém chém liên tục này, chém liên tục, coi ai sẽ chết trước. Mình không tin, mình sẽ không đánh lại nó. Đóng băng tiếp, đóng băng. Đúng rồi, giờ mình cũng thuộc dạng dân chơi mà, khá là mạnh đấy, không đùa đâu. Mình nghĩ cái sự thất bại của mình trong trận chiến lần này có vẻ là do mình chưa cường hóa đồ lên á. Chứ hôm trước đồ rồng mình được cường hóa là rất là mạnh luôn. Úi, lộn chỗ, lộn chỗ, lộn chỗ. Không phải là đây nè. Trời cũng đang tối nữa, áo áo áo. Úi, hết rồi. Ui. Ui chết rồi, mù loa rồi, mù loa rồi.
con rồng này. Ủa sao trái tim mình sao mình còn có nửa trái tim vậy? Ủa kìa, hình như có gì đó sai sai nha. Đồ mình cũng khá là mạnh mà. Chắc là mình quá kinh địch rồi các bạn ơi. Đúng quýnh mình sắp mặt luôn á. Ủa kỳ vậy, chắc là cái sức phòng thủ của đồ rồng nguyên tố nó vẫn cao hơn đồ rồng hoang dã các bạn ơi. Độ bền mình thấy nó cũng thua xa nè. Ui nghịch dại rồi, nghịch dại rồi. Thôi tạm thời thì chắc mình sẽ bỏ qua cái mối thù đó đi. Khi nào mà mình ha cường hóa set đồ này lên mình sẽ trả thù sau nhá. Cà kìa con rồng biển và cái kết bị nó quýnh chạy không kịp luôn. Giờ thì mình sẽ lấy cái túi ngủ mình cấp đâu mất tiêu rồi ta. Để giờ mình sẽ làm cho mình một cái túi ngủ đi, rồi tiếp tục lên đường đi tìm cái stronghold nhá. Và hạn chế cà kìa nhất có thể. Hay cà kìa người ta góp cuộc người ta quýnh chạy ha, sắp mặt luôn. Lấy cái kéo ra nè, cắt một cái. Rồi đi tiếp thôi em ơi. Bước bước cà kìa là mới được á. 2000 years later. Ồ, đi được một đoạn thì mình thấy cái gì lơ lửng trên bầu trời này. À, một cái ngôi làng nhưng mà bị tách biệt so với mặt nước biển luôn. Ui xịn nha. Lần đầu mà mình gặp cái tình trạng này luôn á. Một cái ngôi làng mà lơ lửng nè, mà có nước cũng lơ lửng luôn. Ui, cao tít trên tầng 180 mấy lần. À, trên này còn có mấy ông thằng gió. Mình sẽ cà kìa mấy ông này. À, cà kìa. Đâu rồi? À, đây nè. Mình quýnh hơi khó nên mình sẽ phun lửa đi. À, mà chết, mình đang cầm cái amulet nó bị kẹt phím rồi mình không có phun lửa được á, nên thôi. Cố gắng. Đóng bằng ông thằng này mới được. Ui, ông này di chuyển khó đỡ vậy. Mình đánh. Ui kỳ vậy, không đánh trúng được luôn á. Đánh trúng được không? Nè, đánh cái gớt trúng biển luôn. Đánh cái bị đóng băng á. Đâu rồi. Đây. Đóng băng nè. Đâu rồi. Ui sao đánh không trúng? Ăn gian vậy. Đó, trúng rồi. Các bạn có thấy không? Ổng đang bị rơi xuống kìa. Đó. Ui. Ủa? Nữa rồi, bị mê hoặc nữa rồi. Đang cà khịa mấy ông thằng gió mà. Kỳ cục kẹo, đóng băng và tiêu diệt luôn nè. Kỳ cục kẹo. Bắt bé rồng lại, đừng em ơi. Đừng có đụng vô mặt nước nha. Đúng rồi. Bó tay luôn á. Ở đây có cái lướt bát mình sẽ nhặt về. Lướt bát epic lận chứ bộ, đâu có bỏ được. Và giờ mình sẽ tiếp tục cởi em rồng xanh lai để đi tìm cái stronghold nha các bạn. Ui. Ồ, trên đường đi mình gặp một cái tòa lâu đài gì nè. Ui, đằng này cũng có mấy con chim mà bắn lông nữa. Ui, lông sắt. Ê, hung dữ. Hung dữ nè. Ui, đau mà. Biết đau không mấy con chim này. Ui, nó rơi ra mấy cái quặng đồng nè. Ô, và đây là tòa tháp gì đây? Có rương luôn kìa. Wow, nhìn cái hình dáng nó cũng khá là đẹp. Để bây giờ mình sẽ thử vô tìm đường vô trong khám phá nhá. Và cũng đang khát nên mình sẽ tìm một chỗ nước nào đó để múc nước trước cái đã. Đây, múc miếng nước nè. Rồi lấy cái đồ lọc nước ở đâu rồi ta? Lọc nước đây. Mắt mờ quá không thấy đường để tìm đồ luôn á. Rồi giờ uống nước trước đi. Coi nào. À, bên trong có mấy kẻ giám hộ cầm cái rìu kìa. Chăn nuôi bò cũng khá quá chứ. Vô đây. Đóng băng lại nè. Và đánh bại ngươi bằng những cây kiếm rồng lửa. Phù thủy. Hello phù thủy. Ui, bình tĩnh. À, ra đây tìm mình. Nhặt ngọc lục bảo luôn. Phù thủy nè. Dám làm tay sai cho mấy tên độc ác này. Ấy. À, tên này thì chuyên gia đánh lén. Nó chưởng mình cái là mình bị bật lùi á. Bắn lén nè. Ấy. Có ngon xuống đây. Đừng tưởng bay là ngon nha. Bay thì ta sẽ dùng nỏ thôi. Này thì bay với mình.
Rồi, sử nó với tên trong này. Hay là mình đổi vũ khí ta? Sử dụng cái này đánh cho nó nhanh. Ê, ê, ê. Đánh lén. Ui, mấy tên này chơi đánh lén ghê vậy. Cần hết các người luôn. Hình như trong này có spawner hay sao á, mà nó xuất hiện liên tục á các bạn ơi. Ê, ê. Thác giả bộ lịch sự cất rìu vô nè. Cầm cái rìu nhìn hung dữ dễ sợ luôn á, mà hở cái giả bộ giả bộ. Ui, trong đây có nàng tiên bướm luôn chứ. Quá hay quá hay. Tên Wither Skeleton này đứng đây làm gì? Phù thủy cũng bày đặt ở đây nữa. Rồi giờ thì mình sẽ kiểm tra một cuốn sách Rapid Fire cũng như Lesser Sharpness. Nhặt hết về. Rương này thì đào nhanh dưới nước, bảo vệ khỏi sát thương khi rơi 4. Advanced Protective. Protect hả? Nhặt hết đi. Ê, ê, ui, đánh lén. Đánh lén là không hết nha mấy anh bạn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đánh thêm một vài tên này nữa. Rồi đi tiếp nhá. Ở đây có đe hả? Ui xuất hiện nhanh vậy. Mà đe trong đây thì nó free á, nên thôi chắc mình sẽ mang về một vài cái đi. Lại nữa. Ủa spawner đâu vậy ta? Mình không thấy spawner mà mấy tên này xuất hiện hoài luôn á. Nè nè nè. Ui gì farm emerald thích thiệt á, nhưng mà bị quýnh hồi cũng đau lắm chứ bộ. Đừng có tấn công dùng dập có được không? Thôi, không ham hai cái đè đâu. Lấy qua cái đè mà mình nãy giờ bị quýnh muốn gãy căn cửa luôn á. Có thể đi chỗ khác được không? Tên này bắn lén mình nè. Vàng, tí thẻ tên mình sẽ lấy về. Đằng kia thì có skeleton không thấy mình đâu. Tại vì cách một lớp kính nó không có bắn được á. Nhưng mà tên nào mới thối kèn vậy? Thối còn to nữa chứ. Chưa. Ui cái cúp đâu rồi, cái cúp đâu rồi. Mình cần cái cúp. Ui chết. Cúp của mình đâu rồi? À đây, cúp mình đây. Để mình lấy cái khối emerald về các bạn ơi. Mình thấy một khối emerald trước mặt rồi. Tên này dùng cúp đập vô mặt rồi luôn. Ui chưa. Mấy tên này hung dữ quá. Đồ mình đang chặt chọi nữa. Để mình ha. Ê, dí ra ngoài này ăn gì hả? Ăn gì mà hung dữ như vậy? Coi nào. Lấy rapier ra coi. Rapier nè. Kiếm băng nè. Cúp thì chuyển qua đây. Giờ thì combo liên tục. Có thể thoải mái rồi đó. Không nhìn các người nữa đâu. Lấy. Gội chảy. Không biết bên trong nó có rương không nữa. Nhưng mà mình sẽ thử kiểm tra coi. Ôi có mắt của Ender. Ê, đánh lén. Có ngọc Ender chứ. Còn đây là spawner Wither Skeleton. Ui trong đây nhiều quái lắm. Có nhà gì nữa nè. Có khiên. Ui đồ giỡn không à. Nhưng mà tôi cần chạy ra ngoài. Để hồi máu trước cái đã. Ây chỗ này nguy hiểm quá. Ui leo. Đố anh bắn được em. Đứng cái đây khó chịu ghê luôn á. Đánh người nè. Làm gì ta. Lấy cây nỏ ra cà khịa tiếp. Đây. Bắn ai đây? Ui. Dương nỏ sẵn. Dương cung sẵn rồi. Ây. Dương cung sẵn hả? Ui. Bắn xiên tường nè. Này thì ăn gian. Bắn xiên tường. Mình sẽ nhào vô quýnh luôn. Lách léo. Di chuyển lách léo. Ui. Đánh người nè. Chạy luôn nè. Thôi, chạy. Lượm được mớ đồ là vui rồi. Bên này. Ui bên này có con rồng. Bên này còn có một con rồng đang tác quái nữa. Đây là lúc để mình thể hiện rồi. Lâu lắm rồi chưa đánh với rồng hoang dã. Mình sẽ lấy cái medkit ra mình chữa thương xíu đi. Đầy máu thì đánh con rồng nó cũng sẽ dễ hơn. Rồi việc tìm cái stronghold từ từ tìm cũng được. Ở bên kia còn có cái tòa tháp giống như của nhà mình đó kìa. À không, cái tòa tháp đó chắc là gần chỗ hôm bữa mình đi á. Đúng rồi, mà con rồng nữa, con rồng kia đâu rồi ta? Mình phải chuẩn bị sẵn cái kiếm rồng trước đã. Đây kiếm rồng nữa nè. Mình muốn nó xuống cận chiến cơ chứ nó bay vậy là mình không đánh lại đâu á. Mình nói thật ấy, con rồng này mình chỉ có thể đánh nó khi mà nó đáp xuống thôi. Chứ nó bay bay vậy nó cho mình một quả cầu lửa vô mồm là thôi xong luôn. Mình chết queo luôn á. Không có đùa được đâu.
Coi nào nó bay đi đâu rồi. À đây đây đây, nó bay qua đây. Ui bây giờ mình nhảy cao chưa kìa. coi nào. Sao cơ ngươi cứ chạy hoài vậy? Ui nó đang bay qua bên kia. Không biết nó bay không bển, nó tìm gì nữa. Ây da, chụp cái tường lại cái đi. Và quên mất, nãy giờ mình quên remove mấy cái điểm chết á. Để mà hồi mình quên mình dịch chuyển nhầm thì toan nữa. Rồi giờ thì đã trống trải hơn. Và mình sẽ bắn con rồng này. Rồng nè, một hit. Không biết mất bao nhiêu hit để có thể cắt lấy được con rồng này nữa. Hai hit nè. Nhưng mà con này thông thường thì nó tới 200 mấy máu lần á các bạn ơi. Nên bắn nỏ cũng không phải là biện pháp mà tốt đâu. Tốt nhất là có thể cận chiến nó thì càng tốt á. Chứ nó bắn xa thì nó cũng không mạnh cho lắm. Cái này nè. Ui hụt rồi. Lần này thì sao? Ui lần này thì trúng nha. Để lâu lâu mà nó sẽ phun lửa. Ở không, phun một quả cầu chứ. Quả cầu thì nó sẽ phát nổ và mất rất là nhiều máu của mình. Nên rất là cẩn thận khi mà đánh với nó. Hình như nó chỉ bay theo một cái quỹ đạo nhất định hay sao á. Qua lại thôi à. Nên mình sẽ cố gắng cầm trong lúc nó bay ngang nhá. Nãy giờ bắn được 3-4 hit rồi. Đó. Không, mình không biết khi nào nó mới đáp xuống nó cận chiến mình á. Chứ bay lượn gì bắn chắc mỏi tay luôn á. Nên thôi mình sẽ tìm cách đi lên trên để đánh cận chiến với nó luôn. Lại đây, lại đây. Người chú ngồi xuống đây đánh cận chiến với ta. Xuống đây đi nào. Nó bay lượn rất léo nên rất là khó để bắn trúng luôn. Rồi giờ mình quyết tâm rồi. Lên cận chiến luôn, không dài dòng. Lên thôi. Hình như nó bắt đầu nó gần thấy mình rồi đó. Nó chưa tấn công mình hay là nó chấp mình ta. Chơi không chơi chấp nha bồ. Chơi chấp là nhục. Ui ui. Ui ui. Ai ui ui ui. Ai 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 ai. Ao ao ao. Cận chiến đi, cận chiến đi. Đừng tấn công kiểu vậy. Quýnh không có lại. Cận chiến. Chưa đánh vậy ai mà chơi lại. Các bạn thấy chưa? Cũng lượng xíu thôi mà vết thương mình đã rất là nặng rồi. Chơi mà chơi cuồn. Chơi mà chơi bay. ỷ biết bay rồi ăn hiếp mình. Ỷ nó biết bay á các bạn ơi. Mình mới biết bay là mình thấy bay lên đơm đó rồi. Rất tiếc mình không có biết bay. Rồi giờ mình sẽ tìm cách nhào lên trên nhá. Ở đây nó đốt phát cái nó bằng nó tan hết trơn rồi kìa. Rồi cần chiến thôi. Xuống đây. Đóng băng rồi đốt ngươi bằng kiếm rồng. Đánh cần chiến này. Đánh lộn, muốn đánh lộn với ta cái gì? Đóng băng này đánh tiếp. Ui nó gặp mình. Rời khỏi liền. Mình đang khát nước nữa. Đánh lẹ. Tình trạng khát nước này kéo dài mình sẽ không tốt thế nào. Ui. Chưa xí 30 giây uống nước, Chưa khát nước lắm rồi. Hoa mắt rồi. Từ. Xí 30 giây uống nước. Xí 30 giây uống nước đi. Ai vô. Xí 30 giây uống nước cũng không được. Tên này khó chịu ghê. Người ta xin 30 giây uống nước. Xin 30 giây uống nước cũng không cho nữa. Con rồng khốn kiếp. Đâu rồi, người đâu. Ủa đây nhà mình mà. Ủa chưa. Giận quá, dịch chuyển nhầm chỗ rồi. Chỗ này không phải à, chỗ này đúng không? Ừ đúng rồi. Đóng băng nè. Và đánh người tiếp. Có ngọt. Đánh cận chiến với ta. Đánh với ta đi. Xin 30 giây uống nước thôi. Mà cũng không cho nữa. Mạnh mà keo thiệt luôn á. Rồi mình đã xử đẹp cái con rồng lửa này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ loot đồ trong xác nữa nha. Đây loot những cái vải rồng trước đi. 12 rồi. Không biết được tổng cộng bao nhiêu vải rồng nữa. Mình đoán là tầm 30 mấy á. Mấy con rồng cấp này chẳng tầm cấp 3 thôi chứ. 31 hả? Ừ đúng rồi, nó chỉ mới cấp 3 hả. Nên khá là ít vải á. Rồi tạm thời thì mình sẽ vứt đi những thứ không cần thiết nè. Và tiếp tục cái hành trình đi tìm cái stronghold các bạn ơi. Nãy giờ mình hơi lơ là việc tìm stronghold rồi á. Rồi giờ thì mình sẽ ngủ một giấc rồi tiếp tục đi nhá. Ủa? Hình như cái stronghold nó gần mình lắm rồi các bạn ơi. Mới bay qua đây thì nó đã chuyển ngược lại. Ok để mình qua tầm hướng bên đó đi. Rồi mình sẽ bắn thêm một cái Mark Wander test lại nhá. Chắc nó gần lắm hả. Đó. Qua đây thì nó lại chuyển ngược lại nè. Ở đây thì sao? Ngay giữa nè. Đây là khoảng giữa. Ui ở dưới. Gần tới rồi. Nhưng mà nhìn trên bầu trời các bạn có thấy cái gì hồng hồng trển không?
Đó, một ông thằng gió mà không, gì lâu lắm rồi mới gặp. Cà khịa nhẹ một cái nè. Được rồi, được rồi. Cà khịa một cái nè. Chết mèo luôn. Hơi ác á, nhưng mà thôi cũng kệ. Rồi giờ mình sẽ đào thẳng xuống phía dưới để đi tìm cái chỗ của cánh cổng kết thúc nhá. Đào thẳng xuống dưới luôn, mình cũng không sợ chết cháy đâu, giờ có giáp rồng rồi mà. Ui nhưng mà nó bị hỏng mất tiêu cái phần ủng rồi. Trời ơi. Đồ bền hơi kém á, nhưng mà cái chất lượng của nó thì khỏi phải bàn, cực kỳ tốt luôn. Ui mình tới rồi nè. Ê mà khoan 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 khoan, bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Mấy con này kỳ ghê luôn á, kêu bình tĩnh mà không bình tĩnh tí nào hết trơn á. Rồi giờ mình sẽ lấy một cây đuốc nè. Đặt vô tay. Và đặt ở đây một cái điểm đi là Stronghold. Sau đó thì mình sẽ di chuyển về nhà khoảng 3 giây để lấy cái đuốc nhá. Đuốc đâu rồi, đuốc đâu rồi. Hình như đuốc mình nhét vô đây nè. Đó, rồi di chuyển lại chỗ Stronghold liền. Vậy cho nó nhanh. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá nhá. Trong này thì nó là một cái mê cung đó, nên những người ưa lạc giống như mình thì rất là khó khăn luôn. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng vượt qua cái nỗi sợ lạc đường này để đi tìm cái chỗ đó nhá. Và giờ mình đang bị khát nước nên mình sẽ uống nước một cái trước khi tiếp tục tìm nha các bạn. A few moments later. Ui, còn dơi, dơi lửa nè. Đây không phải bếp mình nên mình có thể thoải mái đánh và tới luôn rồi. Ui hên vậy ta. Ui lần này hên vậy. Đi có mấy vòng là gặp rồi. Và mình sẽ tranh thủ đặt ở đây một cái điểm luôn đi. Đó chính là End Portal nhá. Đó, để sắp tới có gì mình chuyển lại đây nữa. Và mình có đang có 9 cái mắt hả? Sẽ lắp trước 9 cái đi, rồi sắp tới khi nào mình xuống dưới thì mình sẽ lắp thêm vài con nữa nhá. Ui đây có cá bạc. Ê, ê, ê. Đập spawner ra và kết liễu con này luôn. Hung dữ hung dữ. Ui, ui cháy cháy ghê vậy. Ây da, ây da. Hình như bị phỏng hay sao á, cháy ghê luôn á. Con nhện này định làm gì? Và trong đây á thì nó sẽ có thư viện á các bạn ơi. Mình đang cần tìm cái thư viện đó để tìm những cái quyển sách enchant trong đó. Đi vài vòng nữa coi coi có đủ may mắn để gặp cái thư viện đó không nha. Cái nút đầu đây, đi vô. Coi nào. Ủa chẳng lẽ không đây không có, ở đây không có cái thư viện á ta. Thường thường thì ui con gì, con này là con gì đây, chưa biết nữa nhưng mà cứ tiêu diệt đi. Rồi đây là một cái cầu thang để dẫn đi lên trên nhưng mà hết đường. Cầu thang mà cũng cho anh mình nữa là các bạn thấy đó, chỗ này rất là dễ bị troll luôn á nha, nên phải rất là cẩn thận khi mà xuống đây. Rồi giờ mình sẽ đi về hướng hướng này là đi xuống chỗ Stronghold rồi. Hướng này thì qua mấy cái ngục. Mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây. Ui, giật hết cho mình. Hù, hù, hù nè. Chơi, chơi mà chơi hù. Sợ ghê luôn á. Giật hết cho mình ha. Đi xuống hướng này coi. Hướng này thì nó sẽ dẫn mình đến chỗ nào đây? Lại một chỗ giống như hồi nãy nữa. Nhưng mà có hai cái rương. Một cái ba lô vàng enchant, giáp sói vàng. Và bên đây là cái ravine. Một cái ravine các bạn ơi. Úi, đằng kia có một cái cửa sắt. Phía sau cửa sắt là một cái cửa gỗ. Và phía sau cửa gỗ là hết đường rồi. Kỳ vậy. Hướng này thì sao? Ủa hướng này như nó chưa thi công xong cái stronghold này sao ấy. Nhiều cái đường 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 cục lắm luôn. Ui thấy chưa, chỗ này dễ bị lạc lắm á. Giờ là mình bắt đầu hết nhớ đường để trở lại cái stronghold rồi nếu mà không có đặc điểm á. Đó thấy chưa. Rất dễ bị lạc luôn, nên phải rất cẩn thận khi mà xuống đây nhá. Rồi giờ thì tiếp tục tìm cái thư viện thôi. Ây da da. Đang đói mất tiêu à, lấy miếng thịt bít tết ra ăn coi. Ăn miếng bít tết nè. Ui đây là một cái ravine nên cũng rất là nguy hiểm đó. Có con skeleton cùng á. Nhưng mà mình sẽ đánh bại nó. Ở đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi hù à, không có thấy đường. Con này đu vô người mình. Này. Ý. Kim cương. Đi tìm Stronghold mà cũng có được kim cương mang về nữa. Sướng ngay luôn á.
Đã là kim cương Brayden, mình sẽ lấy mang về luôn. Ây da da da, con này đâu ra vậy? Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Ui, ấy, ui chết cháy rồi. Ui, lại bị chết cháy nữa. Nhưng mà chắc mình sẽ để tạm cái chỗ kim cương đó bên đó luôn đi. Nó sẽ được mình khai thác trong thời gian gần nhất nha. Và giờ thì mình sẽ coi nào mình có thể sửa lại cái bộ đồ này không. Như cái nón nè khá là tốt nên mình sẽ thử dùng cái vải rồng lửa mà mình vừa nhặt được á. Đây, cho vô nè. Cũng như là cho cái nón này vào. Ui, sửa được nè. Chỉ tốn có một cái vải rồng thôi các bạn ơi là sửa full đồ bền luôn á. Nên mình sẽ sửa thêm cái phần áo cũng như là phần quần nhá. Đây là hai món mà mình cần sửa nhất để mình không có bị mất cái đồ bị ghép vào bên trong á. Và đang có 24 level. Nên mình sẽ lên trên đây và chưa chế tạo mình lên đây làm gì. Và chế tạo thêm một cái ổn chức đi rồi lên trên cường hóa luôn nhá. Tại vì mình đang muốn cường hóa cái set đồ rồng này lên một xíu để cho nó tốt hơn. Ổn thì chất lượng là trừ giáp hả? Thôi chơi trừ giáp. Ui, lại cộng 10% tốc độ giống như cũ nè. Xịn ghê luôn á. Mình chỉ enchant đúng cái dòng bảo vệ thôi nhá. Đó, bảo vệ 4 nè. Áo cũng bảo vệ 4 luôn. Tương tự đối với quần. Và cuối cùng là cái đôi ổn tốc độ. Đó, và sắp tới khi nào mà mình đánh tháp hay là đánh boss mà có thêm kinh nghiệm á, thì mình sẽ trang bị vào đây những cái dòng khác, chẳng hạn như là chậm hỏng này, rồi những cái dòng nâng cao hơn nữa nhá, để sử dụng set đồ tốt hơn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã sở hữu cho mình một cái set đồ cân bằng nhiệt độ, nhưng mà được che giấu với vẻ ngoài là một set đồ rồng nhá, cực kỳ đẹp luôn và cũng khá là mạnh nữa. Bên cạnh đó thì mình cũng đã đặt một cái điểm để mình ấp trứng rồng bầu trời rồi các bạn ơi. Trong thời gian dưới 2 tập mình sẽ cố gắng lại đây nè và canh giữ quả trứng để cho quả trứng bao lớn nhất có thể nhá. Và ngoài ra thì mình cũng đang bắt đầu khai thác thêm, cắt thêm những cái vảy của rồng thơ nè. Hiện tại thì mình chỉ mới có bao nhiêu đây? Cái này 3, cái này đâu rồi? 16 nữa, vẫn chưa đủ để chế tạo full set đồ á. Trong thời gian với 2 tập mình sẽ cố gắng cắt thêm vài cái nữa để vừa đủ và làm một cái set đồ rồng xanh lai nhá. Mình nghĩ set đồ đó sẽ rất là đẹp cho coi á. Rồi, và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng đánh bại những con boss kế tiếp và up hot những cái quả trứng rồng nguyên tố khác trong cái thế giới bí kíp điện rồng này nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.